Ngay khu Bắc Kinh Xây đã có một hàng bánh cá 7 màu rất là hay, mọi người đã ăn thử chưa? Và xin chào mọi người, mình là Equid Bean đây. Theo dòng sự kiện thì bánh đồng xu đang rất là hot, ngại xếp hàng thì mọi người có thể chuyển sang ăn bánh cá nè. Mình thấy cái món bánh cá này cũng khá giống món bánh đồng xu đấy, chỉ mỗi tội là hình con cá thôi. Món bánh cá này thì có tận 8 vị cho mọi người lựa chọn từ mặn đến ngọt. Quán này thì kiểu cũng nhỏ nhỏ bé bé thôi, hợp mua về hơn tại vì chỗ ngồi ở ngoài có mỗi một chỗ con. Mấy lần mình đi qua quán này vào buổi tối đông học sinh qua mua lắm, nên là đâm ra thấy hôm nay người ta cũng làm sẵn hết rồi, xong rồi ai qua mua thì người ta bắn lại lò vi sóng thôi. Hai loại nhân ngọt mà Bin gọi là nhân matcha với cả nhân sô-cô-la, cả hai nhân này mình đều thấy ngon phết. Vỏ bánh giòn, thơm mà nhân bánh thì không quá ngọt đâu mọi người ạ. Còn mấy cái nhân mặn thì có nhân bò phô mai này với cả nhân phô mai ngô thì mình thấy cũng bình thường. Tại cái bánh cá cũng nhỏ nhỏ nên là ít phô mai lắm. Mà với giá 15k một cái thì cũng không thể đòi hỏi thêm được. Nếu mà bác nào mà ăn kiểu siêu đẫm phô mai thì bỏ thêm gấp đôi tiền ăn bánh đồng xu là hợp lý. Giá dao động từ 12.000 đến 25.000 một chiếc. Địa chỉ thì ở E1 / 5 Tạ Quang Bửu gần cây xăng ấy mọi người nhé.